Hậu Duệ Mặt Trời, bộ phim đi xuyên không gian lên đỉnh cao danh vọng, đồng thời cũng khiến anh phải chịu sự soi mói quá đà của giới truyền thông lẫn người hâm mộ trong và ngoài nước. Thành công của Hậu Duệ Mặt Trời giúp tên tuổi của Song Joong Ki nổi như cồn ở khắp các nước châu Á và phút chốc trở thành một trong những gương mặt đắt giá nhất trong lĩnh vực quảng cáo. Theo công bố của Trung tâm Thông tin Internet CIIC của Trung Quốc, số tiền quảng cáo mà Song Joong Ki bỏ túi trong vòng 6 tháng có thể đã lên đến 2,8 tỷ won, tương đương với 56 tỷ Việt Nam so với mỗi hợp đồng. Thế nhưng, sự nổi tiếng luôn đi cùng với sự soi mói chú ý quá đà, thậm chí là phiền quá mức từ sự quan tâm thái quá của người hâm mộ. Và Song Joong Ki cũng không ngoại lệ, anh đang phải hứng chịu mặt trái của cơn sốt Hậu Duệ Mặt Trời. Câu chuyện đời tư của anh liên tục bị đào bới trên các mặt báo, đôi khi ngay cả những khoảnh khắc tế nhị nhất của anh cũng lọt vào ống kính và bị đem ra bàn tán. Chỉ vài khoảnh khắc không cười cũng khiến nam diễn viên bị nhiễm thị cả trên các phương tiện truyền thông và gây ra không ít tranh cãi. Cùng thời điểm đó, Song Joong Ki còn vướng phải tranh cãi liên quan đến việc tham gia chương trình Running Man Trung Quốc. Nhiều người cho rằng Song Joong Ki tham hố tiền bạc, danh tiếng ở Trung Quốc nên mới tham gia chương trình này trước khi đến với phiên bản Hàn. Sự soi mói bị đẩy lên đỉnh điểm khiến Song Joong Ki cũng phải bức xúc lên tiếng khi hình ảnh thân mật của anh và bạn gái cũ bỗng nhiên xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, kèm theo vô số lời nhận xét trái chiều. Và điều tồi tệ hơn khi không chỉ Song Joong Ki mà ngay cả gia đình của nam diễn viên cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khán giả nhẹ thì kéo đến tham quan nhà của Song Joong Ki bất chấp sự không chào đón của gia chủ. Còn khó chịu hơn, họ đăng ảnh em gái của tài tử và đưa ra bình luận che nhan sắc của cô. Có thể thấy, sau Hậu Duệ Mặt Trời, Song Joong Ki đã hoàn toàn tiến lên một nấc thang mới với những cơ hội rộng mở hơn. Và dù vướng phải sự soi mói quá đà của giới truyền thông, những cư mạng, nhưng rõ ràng anh đã có được một cơ hội tốt để trước mắt khẳng định khả năng, chỗ đứng của bản thân trong lòng người hâm mộ. Và sau nữa là giới chuyên môn, bằng chứng là Song Joong Ki đã lọt vào danh sách đề cử những diễn viên xuất sắc nhất của giải thưởng Best Fan Art Award lần thứ 52. Và anh, việc khẳng định tài năng thực lực của bản thân là vô cùng quan trọng mà không phải diễn viên nào cũng có được.